thử cho anh em quả bô này. Con bô này là gì, là bô thay cả cổ nhá, và làm hai bô luôn. Rất giống hắc lây đúng không anh em? Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog, Quân Béo Moto Hà Đông. Hôm nay review cho anh em một con Honda Rebel 500, độ rất là khủng luôn. Chiếc này là gần như là một những con mà gọi là hoa hậu của miền Bắc luôn rồi, về Rebel 500 độ nhá. Còn cái này thì đẹp hay không đẹp thì do thẩm mỹ của mỗi người. Cá nhân mình thì thấy là gì, chiếc xe nó quá to luôn, cực kỳ là khủng khoảng luôn. Lên chiếc xe cực kỳ là to, rất là nhiều cái đồ mà gần như là anh em sẽ không thấy bán trên thị trường, như là cái gì, cái bình xăng, bình này gò luôn anh em nhá, bình này gò. Và muốn mở cái nắp này ra thì phải mở hai tay, cầm ấn hai ngón này xoay này ra thì mở cái nắp lên, xong mới mở cái bình xăng ra đổ. Không cần chìa khóa nhưng để mà tháo cái bình xăng này rất là khó này. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy. Đấy. Bây giờ mở ra để đổ được. Bình là bình, một bình nhôm gò luôn, gò mới luôn nhá, không phải là ốp bình xăng đâu anh em. Đấy, khi đậy vào này. Đấy, vặn vặn này vào thì nó đậy vào. Nhưng mà đến khi mà ấn xuống, ấn phải xoay đấy, thì nó sẽ không mở được. Đấy, bình xăng gò, gò nguyên cái bình luôn theo form dáng của Harley, nhưng mà nó to hơn rất là nhiều. Bình Harley 48 nó không to như này đâu, con này bình to rất là nhiều. Anh khách thì cao 1m80, nặng khoảng 80 cân, nên là anh yên sau gò nhôm này, yên trước sau gập gò nhôm này. Nhiều bạn thì quan tâm đến cái việc là khi mà cái yên nó ra nó che lọc gió, không phải đâu anh em ơi, nó không che đâu, nó chỉ đến đây là hết rồi. Đấy, gió vẫn thoải mái luôn. Đấy, hút gió. Anh em sợ bị che đi thì yên tâm với việc đấy nhá. Rất là nhiều bạn có comment hỏi là bịt che mất cái lọc gió thì có bị bí không, thì xin thưa là rất nhiều người lên rồi và không bị bí. Có điểm chê duy nhất thôi là mình mới nói chuyện với anh khách và anh ơi anh đổi cái lọc gió to lên. Đây lọc gió kiểu con 48 nó to đùng ngã ngửa lên ấy, nhìn xong nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, thì khi lên cái lọc gió đấy thì trông nó khủng khiếp hơn. Đấy, thì con này có mỗi lọc gió này. Và khi mà bắt ấy, thì anh em đây có ốc chờ này. Ốc này là ốc treo máy zin của con CB500X. Đấy, của CBR. Còn con này nó chỉ là bắt vào thôi, nó không bắt vào đâu cả. Đấy, khi mà chúng ta tháo ra, chúng ta làm pad bắt vào đây, nó khỏe chắc chắn hơn là đặt cái pad đây. Chê mỗi điểm đấy thôi, còn xe này thì không có gì để chê cả. Ok, hôm nay sẽ review cho anh em bản độ này nhá, xem có những cái gì. Đây nhá anh em nhá, con xe này điểm nổi bật đầu tiên anh em nhìn thấy cặp lốp. Con này là Sinco SR777. Nó có size 130 và 108. Thì anh khách này anh đang hơi bị quá cố, tức là anh lên lốp trước là 150 trên 80, sau là anh đi 108. Thì nếu là mình sẽ lên cặp là trước 130, treo đúng size zin để cái hành trình lái nó sẽ không bị là quá là nặng. Đấy, sau là mình sẽ đi 150 hoặc 180. Ok, 150, 180 cái sau thì đều là ngon lành rồi. Đấy, nhưng mà đi 180 thì anh em là thích lốp to bánh lớn thì đi quả 180 này là ok này. Đấy, không đụng cạ kiếc gì đâu nhá, lên thoải mái luôn, cho mâm zin, không cần phải thay mâm. Đấy, còn trước thì mình sẽ đi size nó vừa tầm thôi, để cho nhẹ lái. Đấy, nhưng các anh em thấy không, cái này là rè gò riêng này, vì là lên quả 150 nên nó vừa cao vừa to ra, nên là bị đục vào cái rè, nên là phải gò riêng vào cái rè này. Anh ấy phối hai tông màu là đen bạc. Đấy, đen bạc. Rebel 500, nổ thử cho anh em quả bô à. Con bô này là gì, là bô thay cả cổ nhá, và làm hai bô luôn. Rất giống hắc lây đúng không anh em? Tiếng nghe cứ ồ ồ, nhưng mà tiếng hắc lây thì nó còn cả tiếng máy nữa cơ. Thì con này là lên tiếng rất là hay rồi. Nếu anh em nào thích to, thích hoành tráng thì hay. Còn nếu anh em nào muốn tiếng không quá to thì xin lỗi, không chơi con này được đâu. Đấy,
Đồ thì rất là nhiều đồ CNC. Những cái xi nhan này cũng là xi nhan CNC hai màu đen trắng này. Đấy, chụp này là chụp bảo vệ phuộc này. Đấy, cần chân kéo dài ra kèm với thêm là bộ số gầy. Cũng vẫn là cái body motorlot thôi. Đấy, vẫn là body motorlot nhưng mà thêm những cái như là chụp xi nha, chụp đồng hồ CNC này. Thiếu mất cái gì? Thiếu mất cái chụp nắp bình dầu CNC nữa. Đấy. Về bài độ cơ bản mình thấy độc đáo là cái gì? Ở bình xăng, bô và đôi lốp. Quá đẹp luôn. Kèm quả yên nữa. Yên thì bây giờ rất là nhiều anh em chơi rồi. Cách đây khoảng tầm vài ba tháng thì nó là hàng hot luôn. Nhưng bây giờ thì nó thành là thông dụng rồi. Quá nhiều luôn. Một bộ kit này nó bán trên thị trường chỉ khoảng tầm 5 triệu rưỡi thôi anh em. 5 triệu rưỡi full kit về các bạn lắp đặt như zin luôn. Không cần chế cháo gì. Vì khi mà bán ra ấy, như bên mình bán ra ấy, là có cả cái miếng này luôn. Đây anh em về tháo cái miếng zin ra xong rồi lắp cái sạc này vào, lắp cái miếng này vào với nhau xong rồi lắp lên là lượm đúa thôi, là đi thôi, không cần phải độ chế cháo gì nhiều. Đấy, yên khá là đẹp. Đấy, còn anh em nào mà quan tâm đến cái việc là sợ là nó che với lọc gió thì có thể có hai cách. Một là anh em không chơi bài này, chơi bản độ này mà anh em chỉ đi yên solo thôi, không mở ra mở vào nữa. Cách thứ hai là anh em có thể là chơi và chấp nhận cái việc là gì, là có khả năng nó sẽ che lọc, che cái đường hút của gió, nhưng mà gần như là mình thấy là không xe nào bị cả, đi cũng rất là thoát và mượt. Đấy, đây là một bản độ mà rất là khủng khiếp, mà anh khách anh lên con bản độ này anh đặt mỗi nơi một chút, là anh đặt bình xăng trong Sài Gòn này, bô anh làm Sài Gòn này, lốp thì anh đặt về để thay này, bộ kit yên anh đặt này, đuôi sau đặt riêng này, gần như là mỗi thứ anh ấy lên nó sẽ tốn rất nhiều tiền, và sắp tới là anh thay luôn cả cái lọc gió nữa. Đấy. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Xin cảm ơn anh khách đã cho em cơ hội để được quay review một chiếc Honda Rebel rất là đẹp này. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Bye bye anh em.